Tập 3. Chính Hòa, hình như anh nhớ ra chuyện gì đấy. Chính Hòa, phải nhìn đường chứ. Đỗ Quyên, đừng sợ. Đừng sợ. Chính Hòa, anh đừng đi. Anh đừng rời xa em có được không? Không đâu. Dừng. Vết thương hồi phục rất nhanh. Sau khi về nhà, cẩn thận đừng động vào vết thương. Phải để cho vết thương được khô ráo. Vết bớt của Chính Hòa sao lại bị mất rồi? Em sao vậy? Đừng lo, anh khỏe lắm. Lẽ nào anh ấy không phải là Chính Hòa sao? Bao nhiêu năm nay Chính Hòa không hề nhớ ra chuyện trước đây. Người phụ nữ đó là thế nào với anh ấy? Tại sao sự xuất hiện của cô ta lại khiến Chính Hòa phản ứng mạnh như vậy? Đỗ Quyên, em uống chút nước đi. Em không sao chứ? Vừa nãy anh bị sao vậy? Dọa em chết mất. Có lẽ là di chứng sau khi bị tai nạn xe. Anh cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Có phải anh đã nhớ ra gì rồi không? Không. Không sao đâu. Thật đấy. Chính Hòa, cầu xin anh đừng nhớ ra chuyện gì hết. Em không quan tâm anh là người như thế nào, cũng không quan tâm quá khứ của anh. Em chỉ hy vọng anh đừng nhớ ra gì cả, ở bên cạnh em thôi. Chính Hòa,
Dừng xe. Trường Ước Tuyết. Trường Ước Tuyết, cô đến tìm bố của Trịnh Khang Thanh, Trịnh Định Hùng sao? Sao anh lại biết tên tôi? Chuyện này cô không cần quan tâm. Cô tìm Trịnh Định Hùng là có mục đích gì? Tôi đến tìm bác trai là bởi gì? Xin lỗi, tôi không quen anh. Tôi nghĩ tôi không cần nói điều này với anh. Cô đừng quên, cô là hung thủ hại chết con trai duy nhất của Trịnh Đình Hùng. Cô nghĩ rằng ông ấy sẽ gặp cô sao? Cái chết của Khang Thăng là ngoài ý muốn. Nếu bác trai biết Khang Thăng vẫn còn một đứa con gái thì ông ấy sẽ gặp tôi. Cô đừng mơ tưởng ảo quyền nữa. Trịnh Đình Hùng sẽ không nhận con của cô đâu. Đặc biệt là sau khi Khang Thăng qua đời nhiều năm như vậy, cô mới đến nói cô không phải là để ý tới tài sản của nhà họ Trịnh mới nói dối như vậy sao? Không, tôi không nói dối. Tôi biết bác trai nghĩ rằng là do tôi hại chết Khang Thăng, nhưng con gái tôi vô tội. Nó là máu mủ của Khang Thăng. Nếu như tôi có cách thì tôi tuyệt đối sẽ không đến tìm bác trai. Bởi vì tôi bị bệnh, có lẽ sống không được bao lâu nữa. Tôi không muốn nhìn thấy con mình trở thành cô nhi, cho nên mới mặc vậy đến đây tìm bác trai, cầu xin anh. Anh không thể thấy chết mà không cứu. Cô nhầm rồi. Thấy chết mà không cứu không phải tôi, Trịnh Định Hùng. Ông ta tuyệt đối sẽ không nhận con cô. Không, ông ấy chưa từng gặp tứ quý. Nếu như ông ấy gặp tứ quý thì sẽ không để cháu mình lưu lạc bên ngoài, đúng không? Cô thật sự cho rằng ông ta rất nhân từ sao? Nếu như ông ta thực sự quan tâm đến con của cô thì ngay lúc cô bị tai nạn nằm ở viện, ông ta đã nhận cô rồi. Sao lại còn nhận cô khi mang thai đứa con của Khang Thăng mà lại gả cho tên họ Đồng chứ? Những chuyện này sao anh lại biết được? Không những tôi biết mà Trịnh Định Hùng cũng biết. Ý anh là bác trai sớm đã biết chuyện tôi mang thai đứa con của Khang Thăng. Ông ấy còn khoanh tay đứng nhìn hai mẹ con cô, không phải sao? Nếu như ông ta thực sự quan tâm đứa trẻ này thì sau khi Đồng Hữu Di chết, ông ấy sẽ không để cho cô và đứa con bị người ta đuổi ra ngoài lưu lạc đầu đường xó chợ. Rốt cuộc anh là ai? Tôi là ai không quan trọng, nhưng mà chỉ cần một ngày tôi vẫn ở đây, cô đừng mơ tưởng mình và con gái có thể bước vào nhà họ Trịnh. Chút tiền này cũng đủ cho cô chữa bệnh rồi. Nhưng hãy nhớ, sau này đừng đến nhà họ Trịnh để tự bị sỉ nhục nữa. Trịnh Định Hùng quyết sẽ không quan tâm đến sự sống chết của con gái và cô đâu. Ông ta còn khoanh tay đứng nhìn hai mẹ con cô chịu chết, không phải sao? Nếu ông ta thực sự quan tâm đứa con này, ông ta sẽ không để cô và con bị người ta đuổi ra khỏi nhà lưu lạc đầu đường xó chợ. Sau khi Đồng Hữu Di chết, sau này đừng đến nhà họ Trịnh để chuộc lấy nhục nhã nữa. Trịnh Định Hùng quyết sẽ không quan tâm đến sự sống chết của hai mẹ con cô đâu.
Trình Định Hùng, ông khiến tôi mất đi bố mẹ, mất đi tất cả. Rồi sẽ có ngày tôi cũng phải khiến ông trải qua sự đau khổ mất đi người thân. Tiểu Xuân, đừng dẫn các em chạy lung tung. Chị tìm thấy mẹ sẽ quay lại ngay, biết chưa? Biết rồi ạ. Phải nghe lời nhé. Chị đi rồi quay về ngay. Chị yên tâm đi. Tạm biệt chị. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tiểu Đông, anh đưa em đi đào kho báu được không? Vâng, đi thôi. Tiểu Hạ, em sao vậy? Miệng cong lên vậy? Hôm nay là sinh nhật của em. Sinh nhật. Em và Tiểu Hạ. Mỗi năm sinh nhật, bố mẹ đều làm bánh sinh nhật cho bọn em. Nhưng năm nay bố mất rồi, mẹ cũng không ở đây. Ngay đến cả chị cũng quên mất rồi. Chị Tiểu Hạ đừng buồn. Em hát cho chị nghe bài chúc mừng sinh nhật. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Anh làm gì vậy? Tôi có chuyện tìm mấy người. Hãy đi theo tôi. Đi thôi. Hãy cười lên. Thứ anh đang cầm trên tay là gì vậy? Cái này là máy ảnh. Đã nói là tôi mời mà. Mau ăn đi. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau ăn đi. Từ từ đã, đừng ăn. Ai mà biết chỗ đồ ăn này có vấn đề gì hay không? Nó không chừng là thuốc hạ độc đó. Ai muốn hạ độc mấy đứa? Anh chỉ cảm thấy hôm đó làm em gái em khóc nên rất áy náy mà thôi. Chỉ thế thôi. Không phải em muốn ăn mừng sinh nhật sao? Hãy coi như đây là quà sinh nhật từ trên trời rơi xuống đi. Đúng vậy. Hãy coi đây là tiệc chúc mừng sinh nhật của em. Dù sao nhiều đồ ăn như vậy anh cũng không ăn hết. Hơn nữa hôm đó không phải đã làm tay em bị thương sao? Hãy coi như đây là quà đền bù cho em. Mau ăn đi. Các người ăn đồ người lạ cho. Nếu như để chị biết nhất định sẽ bị mắng đấy. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Hơn nữa lại cùng một bệnh viện. Anh không phải người xa lạ đâu. Anh ấy nói đúng đó. Không phải người lạ nữa rồi. Dù sao em cũng không ăn đâu. Chị em đâu? Sao không nhìn thấy? Chị em đi tìm. Chị em bận chút việc. Cậu ấy tên là gì? Sao anh lại hỏi nhiều như vậy? Bọn tôi tên là gì thì liên quan gì đến anh? Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ. Tiểu Hạ. Anh biết em tên là gì? Em tên là Tiểu Hạ. Là chữ hạ trong từ mùa hạ phải không? Không phải. Không phải. Vậy là chữ tép trong từ con tép rồi. Đúng thế, em chính là tép nhỏ. Đây là cá nhỏ và cua nhỏ. Tép nhỏ, cá nhỏ, cua nhỏ. Vậy còn em ấy? Không phải là rùa nhỏ chứ? Nói đúng rồi, em ấy chính là rùa nhỏ. Rùa nhỏ. Em là rùa nhỏ. Anh mới là rùa nhỏ. Anh tên là gì? Anh tên là Đại Ca. Đại Ca. Sao lại có người tên Đại Ca được chứ? Các em đều có thể gọi là tép, là cua, thì sao anh không thể để tên là Đại Ca chứ? Anh là Đại Ca. Anh là Đại Ca. Mau ăn đi. Đại Ca mời các em. Ăn đi. Còn ngay ra đó làm gì? Mau ăn đi. Dì ơi. Dì ơi. Dì ơi, mọi người có nhìn thấy mẹ cháu không? Bà ấy đã quay lại chưa? Vẫn chưa, sao vậy cháu? Các dì có nhìn thấy các em của cháu không? Cháu không tìm thấy mẹ. Các em cũng không nhìn thấy đâu cả. Đừng quản. Dì nghĩ mấy đứa nhất định vẫn còn trong bệnh viện. Nó không chừng đang chơi ở đâu đây. Tiểu Thu. Tiểu Xuân. Tiểu Hạ. Tiểu Đông. Các em đang ở đâu? Đẹp quá. Những ngôi sao nhỏ kìa. Đúng vậy, nhiều sao quá. Còn có đơm đớm nữa. Mọi người nhìn sao băng kìa. Hãy mau ướt đi. Mau ướt đi, nhanh lên. Đều đã ướt xong chưa? Ước xong rồi. Các em ước gì vậy? Em ước bác gái mau khỏe lại. Em ước bác gái đừng chết. Em ước mẹ mau chóng khỏi bệnh. Em cũng thế. Tiểu Hạ, hôm nay là sinh nhật của em. Em vẫn chưa có quà sinh nhật phải không? Đưa tay ra đây. Đồng hồ. Đây là quà sinh nhật anh tặng cho em. Bây giờ là 7:29. Hy vọng em có thể mãi mãi nhớ đến giây phút này. Để sự vui vẻ mãi mãi ở lại khoảnh khắc này. Lần sau anh sẽ tặng cho em một cái đồng hồ thật. Thật không? Đại ca em cũng muốn. Được rồi, đưa tay đây. Để anh vẽ thêm cho em một cái. Chị ơi, vừa rồi đại ca. Chị đã bảo em không được đưa các em chạy lung tung. Sao cậu lại đánh em ấy? Cậu tránh ra. Chị có nói không được đi lung tung không? Em có hay không? Có. Chị cả. Mẹ đang bị bệnh. Đến bây giờ vẫn chưa quay về. Chị không tìm thấy mẹ. Quay lại cũng không thấy các em. Các em lại trốn ở đây, chơi không lo lắng gì hết. Cậu đừng trách nữa. Là do tôi đã đưa bọn trẻ đến đây tổ chức tiệc. Tổ chức tiệc. Chúc mừng bố tôi chết rồi. Hay là mẹ tôi bị bệnh? Sao cậu không nói đạo lý gì hết vậy? Tôi chỉ thấy mấy đứa đáng thương nên mời mấy đứa đến ăn một chút đồ thôi. Không cần cậu thương hại. Có lẽ cậu là đại thiếu gia không cần lo lắng gì cả. Nhưng chúng tôi không phải. Vì thế sau này mong cậu hãy tránh xa chúng tôi. Đi thôi. Đợi đã. Chị. Nếu là gì, tôi mời các em cậu đến đây khiến cậu tức giận, thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi chỉ là muốn làm bạn với các cậu thôi. Làm bạn? Cậu và chúng tôi là người ở hai thế giới. Chúng ta mãi mãi không thể là bạn được. Đi thôi. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chị ạ.
Chị đừng khóc nữa. Đều là lỗi của em. Chị bắn em đi. Chị đừng khóc nữa. Chị mà khó, chúng em đều rất sợ. Chị đừng khóc nữa. Sau này Tiểu Đông sẽ không ham chơi nữa đâu. Xin lỗi Tiểu Xuân. Chị không nên đánh em. Xin lỗi chị. Đều là lỗi của em. Em đã không trông chừng tốt các em. Chị hãy mắng em đi. Thì ra các cháu đều ở đây. Mau lên, mẹ cháu được người ta đưa vào bệnh viện rồi. Mau đi theo dì. Anh là người nhà của cô ấy sao? Tôi không phải là người nhà. Cô ấy bị ngất ở trên đường, tôi liền đưa cô ấy vào đây. Mẹ ơi, bác gái, bác hãy tỉnh lại đi. Được rồi, các cháu, hãy giữ yên lặng một chút. Giữ yên lặng đi, không được vào đâu, không được vào. Hãy cứu mẹ cháu, cầu xin bác. Nhất định phải cứu được mẹ cháu. Chúng tôi sẽ cố gắng, các cháu hãy yên tâm đi. Mẹ ơi, bác ơi, mẹ ơi. Bác ơi, mẹ ơi. Bác ơi. Chị ơi, em sợ lắm. Bác ơi. Huyết áp bệnh nhân đang giảm. Mẹ ơi, bác ơi. Mẹ ơi. Dịch dịch, con không ở trong phòng, ở ngoài làm gì? Mẹ của bọn họ mắc bệnh rất nặng, hình như sắp không qua khỏi rồi. Bác ơi, mẹ cháu thế nào rồi? Các cháu hãy mau vào nói chuyện với mẹ đi. Mẹ ơi, bác ơi. Mẹ ơi, bác ơi. Mẹ à. Bác à. Mẹ à. Bác gái. Mẹ, mẹ muốn nói gì? Tứ quý, bọn con đều ở đây. Túi. Túi. Ảnh. Ở đây. Mặt sau bức ảnh. Đi. Đi. Mẹ nói gì vậy? Đi tìm. Mẹ. Mẹ ơi. Bác gái. Mẹ à. Bác gái. Mẹ ơi. Mẹ à. Bác gái. Mẹ à. Giám đốc Lương, Trương Ước Tuyết thế nào rồi? Trương Ước Tuyết đã qua đời rồi. Chết rồi. Mẹ ơi, không phải mẹ nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh chúng con sao? Bác ơi, Tiểu Đông rất sợ. Tứ quý, trách nhiệm chăm sóc các em giờ đều nằm trên vai con. Bất cứ khi nào, con cũng phải nắm chặt tay các em, không được chia tách. Xin mẹ hãy yên tâm, con nhất định sẽ nghe lời, chăm sóc tốt cho các em. Cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không buông tay các em. Chúng con sẽ ở bên nhau mãi mãi, mãi mãi không xa nhau.
Đại ca, chùa nhỏ, mắt em thật là tinh đó. Chị em đâu? Chị em quay lại phòng bệnh để thu dọn đồ đạc rồi. Mẹ đem dũng khí và tất cả tình yêu làm thành chiếc vòng may mắn này. Cho dù mẹ không ở bên cạnh các con thì nó cũng sẽ mang đến may mắn và dũng khí cho các con. Vòng may mắn. Buộc chặt như thế rồi, sao lại rơi được chứ? Làm sao đây? Mình đã làm rơi mất may mắn và dũng khí mà mẹ để lại cho mình rồi. Làm sao đây? Dì ơi, các dì có chặt được một chiếc vòng may mắn màu xanh và màu da cam không? Không, có chuyện gì vậy? Đó là vòng mẹ để lại cho cháu. Làm thế nào bây giờ? Được rồi, đừng khóc nữa. Đã tìm trong phòng bệnh chưa? Tìm rồi nhưng mà không thấy. Làm sao đi? Được rồi, cháu hãy đến đi, nhất định sẽ tìm thấy thôi. Hãy nhớ lại xem đã làm rơi ở đâu. Đúng thế, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Hãy nghĩ lại xem. Đi theo tôi. Cậu làm gì vậy? Cậu làm gì vậy? Đi theo tôi. Đi đâu? Cứ đi thôi tôi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu vẫn ổn chứ? Tôi rất ổn. Rõ ràng là cậu đang khóc. Cậu thì hiểu gì chứ? Tôi khóc là để nỗi sợ hãi không còn. Tôi khóc là để bản thân mạnh mẽ hơn. Tôi nhớ cậu từng nói, chúng ta mãi mãi không thể trở thành bạn bè. Lẽ nào chỉ vì cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn các cậu sao? Không, là bởi vì khi cậu sinh ra đã có tất cả. Hạnh phúc và sự tôn quý của cậu khiến cậu cảm thấy hạnh phúc của thế giới. Chỉ cần chì ra là có. Còn chúng tôi chỉ là những con sâu nhỏ cậu cảm thấy đáng thương mà thôi. Tôi chưa bao giờ coi các cậu là những con sâu nhỏ đáng thương. Tôi biết cậu đang tìm vòng may mắn. Tôi hiểu cậu cũng sẽ rất sợ. Tôi hiểu cậu muốn trở nên mạnh mẽ. Vòng may mắn của tôi. Hôm đó cậu không cẩn thận làm rơi. Đúng lúc tôi nhặt được. Xin lỗi. Tôi tưởng rằng đó chỉ là một đồ lưu niệm bình thường. Không ngờ vòng may mắn này lại quan trọng với cậu như vậy. Qua tay này là do mẹ tặng cho tôi. Hy vọng tôi có thể đem hết may mắn của mình tặng cho cậu, để cậu không phải sợ hãi nữa, có thể mạnh mẽ hơn. Từ nay về sau, cậu sẽ không còn là kẻ đen đuổi nữa, sẽ may mắn giống như tôi vậy. May mắn nhé.
Phần may mắn này nhất định sẽ khiến cậu tìm được bố mình, để cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhìn em này, các em đang làm gì vậy? Chị ơi, sao các em lại có những tấm ảnh này? Là đại ca tặng cho bọn em. Đại ca. Tép nhỏ, cua nhỏ, cá nhỏ và rùa nhỏ nữa. Rất vui được làm quen với các em. Nhớ phải sống thật tốt nhé, đại ca. Kẻ đen đuổi, không ngờ khi cậu cười cũng xinh lắm. Hãy nhớ, sau này phải cười lên, hãy quên tất cả những nỗi đau đi. Các em hãy nhớ, nhất định phải cảm ơn người đã từng giúp chúng ta. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cậu. Chúng ta đi thôi. Dân, Tiểu Đông. Lặng lẽ nắm tay nhau. Mãi mãi. Cháu là con trai của Hướng Thượng. Chào dì. Xin hỏi bố cháu có nhà không? Hai tháng trước bố cháu đã qua đời rồi, nhưng dì không liên lạc được với cháu, cho nên dì làm bạn với bố cháu cũng được mấy năm rồi. Cuộc sống cũng rất vất vả. Trong túi này là một thứ mà bố cháu để lại trước khi mất. Cháu cầm lấy đi. Có ai không? Có ai không? Xin hỏi có ai ở nhà không? Chú ơi! Chú ơi! Chú ơi! Các cháu từ đâu đến? Đến đây làm gì vậy? Chào chú! Cháu muốn tìm... Cháu không biết chú ấy tên là gì. Xin hỏi người này sống ở đây phải không? Lẽ nào nó không biết Trình Khang Thăng là ai sao? Chú ấy là mẹ cháu. Trước khi qua đời đã dặn dò là đến đây tìm chú ấy. Cháu nghĩ chú ấy có thể giúp đỡ bọn cháu. Xem ra Trương Ước Tuyết đã không kịp. Nói với con gái thì đã chết rồi. Ở đây không có người các cháu tìm đâu. Đi đi.
Không, nhưng mẹ đã nói chú không quen mẹ cháu. Chú ơi, xin chú đấy. Chú ơi, xin chú đấy. Chú à, xin chú. Chú à, xin chú đấy. Bên ngoài là ai vậy anh? Không có gì, nhấn nhầm chuông thôi. Hãy vào đi. Chị ơi, đi thôi. Vào đi. Bố, bố tìm con có chuyện gì vậy? Trương Ước Tuyết và đứa trẻ đã có tin tức gì chưa? Vẫn chưa có. Hãy báo cảnh sát đi. Chỉ dựa vào con thì không tìm được đứa trẻ đâu. Hãy nhờ cảnh sát giúp đỡ đi. Bố, bố à, con cũng đã nghĩ đến chuyện báo cảnh sát rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta và Trương Ước Tuyết không có quan hệ gì. Chúng ta không có cách nào cả. Sao lại không có quan hệ? Đứa trẻ đó là con của Khang Khang. Bố, trên thực tế thì chúng ta vẫn chưa thể xác nhận có phải Trương Ước Tuyết mang thai đứa con của Khang thân hay không. Hơn nữa, đứa trẻ có được sinh ra hay không chúng ta cũng không biết. Bố không quan tâm. Bố không cần biết con dùng cách gì, nhất định phải đưa được Trương Ước Tuyết đến đây. Dừng. Mua dưa đi, 10 tệ một hộp. Mua dưa đi, 10 tệ một hộp. Kiểu mới đây. Bán bánh đây. Nào đến xem đi. Bánh vừa thơm vừa giòn. Mua bánh không? Ông chủ, bán cho con một cái. Được rồi, của các cháu đi. Vừa chín tới. Tiểu Hạ, Dân, Tiểu Thu. Anh, em vẫn đói. Nhưng chúng ta còn phải để dành cho chị và Tiểu Đông nữa. Hay là cho em phần của anh ra. Nhưng mà anh vẫn chưa ăn mà. Ông chủ, cho cháu thêm 3 cái nữa. Cảm ơn. Cho các em nè. Cầm lấy. Chị ơi, sao các em đi lâu vậy? Anh ấy là... Chị nhìn đây, chỗ này đều do anh Hướng Dương mua cho chúng ta đấy. Cầm giúp anh. Nào, chậm thôi. Đi theo anh. Nào.
Em là chị ruột của mấy đứa sao?